Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, cũng như nữ giới, vùng chậu của nam giới là vùng gần cơ quan sinh dục có ảnh hưởng đến việc quan hệ tình dục cũng như các hoạt động khác của cơ thể. Nếu vùng chậu của nam giới thường xuyên bị đau, có thể là dấu hiệu cảnh báo nam giới bị mắc một trong các bệnh sau. Thông tin được đăng tải trên trang Alo Bác sĩ và trang Sức Khỏe Đời Sống. Nhiễm trùng đường tiểu nhiễm trùng đường tiểu là nhiễm trùng tại các cơ quan tiết niệu bao gồm niệu đạo bàng quang niệu quản và thận nhiễm trùng đường tiểu xảy ra thường xuyên với triệu chứng phổ biến là bị đau bụng dưới hoặc vùng trậu ngoài ra còn có những triệu chứng khác bao gồm cảm giác buốt rát khi đi tiểu mắc tiểu nhiều lần nước tiểu có màu hoặc mùi lạ sốt hoặc rét run đau ở những vị trí khác như dọc hai bên hoặc lưng dưới bệnh lây qua đường tình dục. Một số bệnh lây qua đường tình dục chẳng hạn như bệnh lậu và chalamidi cũng gây đau vùng chậu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ước tính rằng 2,86 triệu ca nhiễm chalamidi xảy ra ở Hoa Kỳ mỗi năm. Các triệu chứng bao gồm đau vùng chậu, viêm điệu đạo, dịch tiết từ dương vật. Chalamidi cũng có thể gây nhiễm trùng trực tràng hoặc hậu môn và gây đau ở vị trí khác. tuyến tiền liệt tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ trong hệ cơ quan sinh dục của nam giới một trong những nguyên nhân là do vi khuẩn xâm nhập vào tuyến tiền liệt có thể thông qua niệu đạo và khi chúng lan rộng vi khuẩn gây đau vùng trậu bẹn hoặc lưng dưới viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn cũng có thể dẫn đến sự khó chịu ở dương vật hoặc tinh hoàn đau có thể đi kèm với các triệu chứng khác bao gồm cảm giác nóng rát khi đi tiểu sốt ớn lạnh buồn nôn và ói mửa hãy khám bác sĩ ngay khi bạn có những triệu chứng trên. Thoát vị. Đau đột ngột xuất hiện ở vùng bụng dưới có thể là dấu hiệu của thoát vị. Thoát vị là khi một mảnh mô hoặc ruột bị đẩy ra thông qua một điểm yếu trong cơ bắp. Nó thường tạo thành một chỗ phình nhỏ và đau đớn tại chỗ. Cơn đau có thể trở nên tồi tệ hơn khi cơ xung quanh bị căng, chẳng hạn như khi cười, ho hoặc nâng vật nặng lên. Viện tiểu đường tiêu hóa và bệnh thận quốc gia Hoa Kỳ ước tính rằng khoảng 25% nam giới sẽ bị thoát vị, nhất là khi họ già đi và cơ bắp trở nên yếu hơn. Phẫu thuật là phương pháp điều trị duy nhất và cấp thiết để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng. Sỏi hệ tiết niệu. Sỏi hệ tiết niệu hình thành từ muối hoặc khoáng như canxi tích tụ trong nước tiểu và cơ thể không thể tự tống chúng ra ngoài những khoáng chất này có thể quần tụ lại với nhau và kết tinh thành sỏi tiết niệu. Những viên sỏi này có xu hướng chỉ cây đau khi cơ thể cố gắng tống chúng ra ngoài. Tuy vị trí sỏi hình thành mà có các biểu hiện khác nhau, đau là biểu hiện hay gặp nhất hay gặp ở vùng thắt lưng. Đau có thể âm ỉ, kéo dài hoặc thành cơn đột ngột, dữ dội, lan ra phía trước và xuống vùng bẹn sinh dục. Cơn đau có thể xuất hiện tự nhiên, nhưng thường sau vận động gắng sức, cơn đau kéo dài vài phút có thể tự hết hoặc cần sự hỗ trợ của thuốc. Bất thường về đi tiểu, bệnh nhân có thể tiểu buốt, tiểu khó, tiểu ra máu. Ngoài ra, bệnh nhân có thể có sốt do nhiễm khuẩn. Tăng sản tiền liệt tuyến lành tính Khi tiền liệt tuyến phình lớn, nó chèn lên điệu đạo gây khó tiểu và đau vùng chậu. Sau nữa, cơ bằng quang vì phải căng nhiều dẫn đến yếu đi càng làm tình trạng tồi tệ hơn. Theo Viện Tiểu đường Tiêu hóa và Bệnh thận Quốc gia Hoa Kỳ, tăng sản tiền liệt tuyến tăng dần theo độ tuổi với ít nhất 50% đàn ông trên 50 tuổi mắc phải, điều trị tăng sản tiền liệt tuyến kết hợp thay đổi lối sống, thuốc men và thậm chí là phẫu thuật can thiệp. Khi những cơn đau vùng chậu càng thường xuyên xuất hiện, hãy khám bác sĩ chuyên khoa ngay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo còn bây giờ xin thân ái và chào tạm biệt